Hello anh em, chào mừng tất cả các anh em đã quay trở lại kênh nha. Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Hôm nay mình lên cho anh em một con game là bắn súng nha. Con game này là mod full kim cương nha anh em. Mod full kim cương. Chung là giao diện game nhìn cũng bắt mắt đó anh em, rất là đẹp ha. Thì để mình xem coi nó có những gì trong đây nha. Là điểm danh ha, ngày 1, ngày 2 nha anh em. Đó, quá trời kim cương luôn, một đống con số 8 luôn nha. Đây, quà này có gì anh em, mua luôn 300 kim cương. Mình giàu mà, mua 1 lần 10 luôn ha. Bạn có chắc mua không? Đúng luôn, ok. Quà đồ ha anh em, nón nè, áo nè, xương nhân không nha anh em, đủ thứ ha. Rồi, xương xương vậy nha. Rồi, có súng luôn nè, quá trời đồ luôn. Rồi, vô cái shopping nè, mình đi shopping nè, xem quảng cáo kim cương ha, không cần mình kim cương nhóc mà. Đồ hả anh em? Đây, có anh chàng này mặc cái gì đây? Nó phá được không? Đưa vào 10 hả? Đưa vào 10 mới được nha anh em. Mặc đồ súng nè, nâng cấp ha, cường quá ha. Đó, cường quá ha nè. Cấp bằng tiền vàng hết nè, nên đi vào kìa, ở vừa vừa thôi, lên cao quá trời không đã nè nè. Có xem quảng cáo đi. Rồi, cái này không có gì hết. Rồi mình vô trận nha, thử ra trận chiến vô. Mình chơi sao đây nè, ô có tự động bắn đó nè, đi được à, đi được nè. Đi vậy, đi vậy, khó chơi nha. À, mình di chuyển nè, phải không? Nói chung là mình phải di chuyển ha, mình buông ra là nó bắn nha anh em, tự động bắn luôn. Máu nè, đó. Khi mình di chuyển. Đó, hay quá. Mình buông ra là tự động bắn nha nè. Máu đi. Nói chung là game này là kỹ năng ha. Game này kỹ năng tốt thì chơi ok ha. Chung là phải né này. Chơi này dễ tiếng ngon anh em. Mỗi lần mà mình bị nó bắn trúng đạn, mình bị trúng đạn anh em, là cái máy mình nó rung lên nha. Chung né né né. Vậy là mình phải ra mình cấp súng đạn lên quanh hit mới được, bắn vậy là nó bắn anh sát luôn. Cái máu hút này mà máu quá chi vậy, gỗ xíu mới chết rồi à. Mạnh quá này mà, chúng nó bắn đầu vậy. Ê, mày nó bự. Chứ mà game này cũng khá hay nha anh em. Được cái là nó mod cho anh em là
full luôn, full kim cương luôn, full kim cương đỏ luôn ha. Kim cương nó xài biết khi nào cho hết nè. Quá ok. Cái này mà thêm mà hình ngang nó rộng rãi bắn cả luôn nè, khó thấy quá. Rồi clear xong, qua màn ha. Qua màn mà nó sao nó không tăng máu nè, chắc đai với cái màn này quá. Ê, máu đâu, máu đâu, hút máu luôn. Yeah. Mình né cũng siêu đó anh em ơi. Yeah. Không có máu ta, có máu là chết liền. Yeah. Bị xét quá. Yeah. Yeah. Chung là rất là nguy hiểm anh em ơi. Ê, à, lụm rồi qua màn nữa, qua màn không có máu nữa trời. Nhắm chết, nhắm chết. Ê, rồi còn một tí cái khiên, còn 20 khiên nữa hả bạn. Banh sáng á, à cái khiên nó tăng dần anh em. Cái số cái điểm khiên nó tăng dần nha, cái khiên nó giống như là cái mạng thứ hai vậy đó. Mày hả bưởi, núp hả mày, quơ quơ khó chơi nè. Ui ơ clear luôn, qua bằng năm luôn. Ê, ăn đi gà rồi đây. Ê, ê. Rồi còn ba cái chiên với hai máu. Má ơi, nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Nói chung là mình chơi cũng không được giỏi lắm anh em ơi. Máu về sau xong khoa. Núp 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 núp. Nói chung là di chuyển nó đơ 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 cái này. Thơm quá. Chút xíu nó to mạng. Rồi xong. À 30 kim cương hồi sinh. Vậy tôi cho nó chết luôn, nó hồi sinh. Tưởng đâu. Ok. Rồi ra nâng cấp tiếp anh em ơi. Chứ nó bắn hơi yếu quá. Mình vô mình mở thêm, mở thêm có đồ rồi đây. Mình nâng cấp thêm lên nha anh em. Bắn yếu quá. Mình định up vừa vừa thôi, vô bắn cho nó vui. Cái này nha. Rồi anh em cứ nâng cấp ha, nâng cấp các kiểu lên nha. Anh em cứ quẩy lên đi, kim cương không có hết đâu. Đâu rồi, nhân vật của mình rồi. Đây. À, tăng máu nè anh em. Nó đủ thứ thôi mà. Sao mặt không ta?
cánh level 10 mới có anh em. Đây nè. Tăng lên nè. Rồi phần còn lại để dành cho anh em trải nghiệm nha. Clip mình xin dừng tại đây nha anh em. Anh em nhớ cho mình một like, một share và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rồi bye bye anh em.